Gọi tẩy chay iPhone để ủng hộ Huawei. Trong bối cảnh bị Mỹ gây sức ép và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai phát triển của hãng tại thị trường quốc tế, Huawei đang nhận được hơi ấm từ những người tiêu dùng Trung Quốc. Những người này cùng nhau lên tiếng buộc tội Mỹ bắt nạt công ty Trung Quốc và tuyên bố họ sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm của Huawei thay vì Apple. Tôi quyết định mua điện thoại Huawei và sẽ thay đổi kế hoạch mua Apple Watch để mua sản phẩm của Huawei như một động thái để ủng hộ công ty, một người dùng Weibo chia sẻ. Họ đã bị đàn áp bởi Mỹ. Dù đang gặp khó khăn về tài chính nhưng tôi vẫn sẵn sàng chuyển điện thoại sang dùng của Huawei để ủng hộ hãng, một người dùng khác cho biết. Chúng tôi sẽ ngừng sử dụng Apple, đây là thông điệp được cộng đồng mạng Trung Quốc cùng nhau lên tiếng. Trên mạng Weibo, một hashtag khi dịch ra có nghĩa là Huawei không cần tới chuỗi cung ứng từ Mỹ, đã thu hút hơn 50 triệu người theo dõi. Có thể nói rằng tinh thần tự tôn dân tộc và bảo vệ quyền thương hiệu đang là vũ khí mạnh nhất mà Huawei có thể trông đợi nhằm đảo ngược lại những quyết định gây bất lợi đối với họ trong thời gian gần đây từ phía Mỹ. Sự phản ứng từ cộng đồng mạng cũng khiến Apple, hơn bao giờ hết, cũng đang phải đối mặt với những khó khăn lớn nhất từ trước tới nay tại thị trường Trung Quốc. Theo các con số thống kê, lợi nhuận tại Trung Quốc hiện đang chiếm khoảng 17% tổng doanh thu của Apple. Dẫu vậy, trong quý 2 tài chính, doanh thu thuần tại thị trường này đã giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái công ty đã và đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt ở Trung Quốc từ Huawei và những đối thủ khác như Xiaomi. Song, các chuyên gia cho biết căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ làm tổn thương Apple thêm nữa. Tôi cho rằng sẽ chẳng còn lâu nữa cho tới khi Bắc Kinh kêu gọi lệnh cấm hoàn toàn. Đối với các sản phẩm của Apple, ông David Riedel, chủ tịch và người sáng lập tập đoàn nghiên cứu Riedel cho biết, chúng ta đã thấy các phương tiện truyền thông Trung Quốc đánh dấu một danh sách đen không chính thức dành cho Apple. Trong khi đó, Huawei và các thương hiệu nội địa Trung Quốc vẫn đang mang tới những sự lựa chọn tốt. Nikon Peng, phó chủ tịch mảng di động tại Canalys, lưu ý rằng Apple từng được người tiêu dùng Trung Quốc kêu gọi tẩy chay nhiều lần trước đó, tuy nhiên chỉ trong vài tuần, tuy nhiên lần này có thể sẽ kéo dài hơn. Nguyễn Nguyễn